Đi Thiên Hải xin kính chào quý vị, và hôm nay Đi Thiên Hải xin giới thiệu đến quý vị một quán cháo lòng thằng mỏ tại Houston, Texas. Xin mời quý vị cùng theo bước chân của Đi Thiên Hải. Đây là quán cháo lòng thằng mỏ. Đây là chén mắm tôm thưa quý vị, rất là thơm ngon. Một dĩa lòng vào buổi sáng tại Houston. Một tô cháo rất là ấm lòng ở tuyết này, tuyết đây là dồi và phi hành.
Ở Việt Nam chúng ta hay nghe cái từ thằng mỏ, đó là một cái người chuyên đi cóc 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 để rao làng, những cái truyền đơn truyền tin cho các cái vị trưởng thôn trưởng làng, để ví dụ như họp làng này rồi kiện tụng rồi xử án, đó là thằng mỏ chuyên đi gõ. Thì ở Houston này có quán cháo lòng thằng mỏ là chuyên ẩm thực Việt Nam về cháo lòng. Thank you.